Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, bước sang tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài chiếu cố, giải hung, hóa cát, chớp được vận may, bất ngờ trúng số, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng. Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý bác tuổi Mậu Thân đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, kính thưa quý cô bác, trong cuộc sống thì ai cũng hy vọng rằng mình sẽ gặp nhiều điều may mắn, công danh, sự nghiệp thành đạt, tiền bạc đủ đầy, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần phải có một chút vận may để có niềm tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Mậu Thân được dự báo trời ban cho số mệnh phú quý, điều kiện đủ đầy, đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, thần tài ban cho lộc lớn, trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, giàu hết phần thiên hạ. Vậy vận trình của quý cô bác tuổi Mậu Thân diễn ra trong tháng 9 tới đây sẽ ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng Minh được Tử Vi theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp là người tuổi Thân, những con người thông minh, hiếu động, bản tính nghịch ngợm, khiến họ hay gây rắc rối, thậm chí khiến người khác tổn thương, dù mục đích ban đầu của họ tốt đẹp. Sự thông minh, khiếu hài hước là điểm đặc trưng của khỉ, nhưng thực tế, chính họ gặp rắc rối trong việc thể hiện những phẩm chất tốt của mình. Là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán, cả về công việc cũng như ham muốn, nên đường đời có nhiều đổi thay. Ngoại trừ người sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời. Nghịch sinh phải vất vả thăng trầm, tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu, nhưng nặng nợ về tình duyên, có người thất vọng, muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi Mậu Thân, thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Hóa, là người có óc cầu tiến, nhiều tham vọng, thích hợp với các ngành nghề có tính chất vui chơi, giải trí và giỏi về thực hành hơn lý thuyết. Mậu Thân, sinh năm 1968, là người khôn ngoan, tài trí, gan dạ nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Dù sao, Mậu Thân 1968 cũng là người đa tài, đa nghệ, có tinh thần cầu tiến, nên sẵn sàng vượt qua khó khăn để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nếu sớm khắc phục khuyết điểm, phát huy tính cần cù, chuyên nhất, Mậu Thân cũng sẽ có chỗ đứng tốt trong xã hội. Tuổi Mậu Thân được sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, sẽ hưởng nhiều phúc lộc, tránh được những thăng trầm sóng gió của biển đời, giờ đây đang đi vào trung vận, là thời gian có thể tạo công danh, có nhiều thành tựu. Từ giai đoạn này, nếu chú tâm vào công việc, giữ lòng thủy chung trong tình cảm, sự nghiệp sẽ dễ phát triển và ngày càng phú túc. Người tuổi Mậu Thân đa phần có tuổi thơ gặp nhiều vất vả, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá, đến hậu vận vẫn sống yên ổn, dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ. Sự nghiệp của bản mệnh Mậu Thân vững chắc ở vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư giả, có của ăn của để. Hôn nhân của phụ nữ tuổi này khá ổn định, đa phần gia đình hòa hợp, vợ chồng dù mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có thể hòa giải. Nếu chọn được người có tuổi phù hợp thì đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện làm ăn, công danh, khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió. Và sau đây ta cùng vào phần luận giải về vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, xét về tổng thể vận trình của người tuổi Mậu Thân, có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng này, song vẫn có nhiều tình huống phức tạp xảy ra, khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. Công việc được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, chăm sự thuận lợi, sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bùa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại, bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Về tài lộc,
Trong tháng 9 âm này, bản mệnh được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang, vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nhìn chung, vận trình sức khỏe tháng này của người cầm tinh khỉ duy trì ở trạng thái bình ổn, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Mậu Thân thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Mậu Thân âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của tuổi này đang nhận được sự che chở của rất nhiều cát tinh nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để con giáp này tập trung, hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng, mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự đều thuận. Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng, có thể tiến hành ngay trong tháng, tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn, khiến bạn đôi khi chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Đây cũng là tháng người Mậu Thân có thiên đức cát tinh soi đường dẫn lối, hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn. Miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin vào con đường mình sẽ chọn, dù ở bất cứ độ tuổi nào, để bắt đầu vẫn chưa là quá muộn, miễn là bạn thực sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong tháng, bạn cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bùa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại, bạn không nên tin người thái quá. Mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn, hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể bạn sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Với những ai còn đi học, ý thức tự giác trong học tập được nâng cao trong tháng, bạn nên chủ động hỏi lại giáo viên những phần bài tập chưa hiểu. Để được giải thích kịp thời, điều đó sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức nhanh chóng hơn. Về mặt tài lộc, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong tháng 9 năm 2023 âm lịch này cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng, các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Cát thần này cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, bạn cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, bạn nên kiên trì theo đuổi, bỏ công bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Mậu Thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bạn cần dành nhiều thời gian tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác hợp tác làm ăn, tránh bị lừa gạt. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, bạn sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng mới, vận trình tình cảm của Mậu Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể, đặc biệt nguyệt lệnh lâm thai,
báo hiệu một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện gia đình đón thêm thành viên mới trong tháng này. Hỉ khí dồi dào cũng là lúc bạn nên làm việc thiện nhiều hơn để tích phúc đức cho bản thân cũng như gia đình. Về mặt sức khỏe, tháng được lục hợp che chở, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của bạn. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Ngoài việc chú ý chăm sóc tốt cho bản thân, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 9 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Mậu Thân có vận trình sáng sủa, cát nhiều hơn hung, có thể thở phào nhẹ nhõm, công việc tương đối bình ổn. Những chướng ngại đã được bạn dẹp bỏ rồi, nên hiện tại là thời gian hưởng thụ thành quả, đều đặn tiến lên, phát triển trên nền tảng sẵn có. Tuần này, người tuổi Mậu Thân có thái âm trợ lực, đó là dấu hiệu cho thấy công việc của con giáp này đang có những dấu hiệu đáng mừng. Chính ấn nâng đỡ, giúp cho tuổi Mậu Thân thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng thế mạnh sẵn có để làm nên những điều tưởng chừng không thể. Cát tinh thái âm cho thấy, quý nhân giúp sức cho con giáp này, phần lớn nữ mệnh sẽ được hưởng lợi từ điều này, nam mệnh cũng có phần may mắn. Chỉ là đứng phía sau nữ mệnh mà thôi, đừng quá lo lắng, bởi ai có công lao bỏ ra thì chắc chắn cũng sẽ có phần để mang về. Tài lộc nhờ tài tinh khá sáng nên cơ hội không thiếu, quan trọng là con giáp này có tận dụng hay không mà thôi. Bạn phải bỏ tính được chăng hay chớ, làm ăn cẩu thả và thiếu kiên trì của mình đi thì thu nhập sẽ còn dồi dào hơn hiện tại rất nhiều. Cuối năm là dịp thuận lợi nên phấn đấu lên, đừng ngủ quên trong yên bình, bởi hung vận cũng vẫn có, đáng ngại nhất là âm sát làm hại tới thân thể và tinh thần. Có người cố tình dùng chiến tranh tâm lý để tấn công, làm đảo lộn cuộc sống của người tuổi Mậu Thân, tâm bệnh có khi còn khó chữa hơn thân bệnh, bạn phải bản lĩnh và bình tĩnh, đừng để mắc mưu tiểu nhân. Ra ngoài lưu ý trước sau, đi lại thận trọng, di chuyển an toàn, lấy bản thân là ưu tiên hàng đầu, đừng vì nhanh chậm một chút mà nôn nóng. Tuần này, nếu có kế hoạch đi xa, hãy mang theo bùa bình an hoặc tượng Phật Bà Quan Âm để bảo hộ che chở, tránh tai sát, tiêu tai giải nạn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 10, 78, 33. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2023. Trong tuần này, người tuổi Mậu Thân được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn, vận xui tan biến, đường tình duyên rộng mở, đào hoa phơi phới, tạo điều kiện cho những chú khỉ cô đơn sớm tìm được người chung đôi chung hướng, bước tiếp trên chặng đường đời. Có thiên đức cát tinh trợ mệnh, con giáp này dễ bề đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình, công việc suôn sẻ và thuận lợi hơn. Mệnh chủ dùng chính tài năng của mình để chinh phục những khó khăn, trở ngại trước mắt, giành được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên. Trên con đường đó, vẫn có những kẻ tiểu nhân đang bày mưu hãm hại tuổi Thân, thiên quan cảnh báo bạn, mệnh cần thận trọng với chuyện thị phi trốn công sở. Chỉ một lời nói vô tình của bản mệnh cũng có thể bị bóp méo, tạo ra những trận cuồng phong và cuốn bay những công sức trước đó của bạn. Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để cầu tài, người tuổi Thân nên chú ý điều này, hạn chế việc đầu tư quá nhiều tiền bạc vào cùng một chỗ mà không có sự cân nhắc kỹ càng. Thiên tài xuất hiện vào cuối tuần là dấu hiệu cho thấy tiền bạc đang sinh sôi nảy nở, thần tài đã trở lại trợ mệnh cho con giáp này. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, tí, tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 68, 04, 78. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Mậu Thân, bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chào những niềm vui lớn không ngừng kéo tới, cát khí lan tràn, tài vận cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Thực thần dường như mang hết may mắn và tài lộc về trao vào tay con giáp này, bản mệnh làm gì cũng dễ dàng thành công và thu lợi về cho mình. Công việc có chút trục trặc khi mà thiên quan nhìn thấy những thành quả bạn đạt được và có phần ganh ghét, muốn phá hỏng những điều đó để khiến bạn phải khốn đốn.
kẻ tiểu nhân có thể sẽ đóng vai một người đồng nghiệp thân thiết để làm những điều đó. Bản mệnh nên thận trọng khi trao gửi lòng tin đặt nhầm chỗ sẽ gây ra thảm họa. Nhưng có lẽ cát khí vượng đã giúp cho tuổi Mậu Thân có thể vượt qua được trở ngại này khi mà phái cát tinh tả phù đến để giúp bản mệnh những khi cần thiết. Khi bản mệnh tưởng chừng mình đã lún sâu xuống bùn lầy, không thể thoát được thì lại có quý nhân đến và nâng đỡ bản mệnh qua cơn hoạn nạn. Tiếp nối tử vi tuần trước, đường tình duyên trải đầy màu hồng của hạnh phúc khi mà tình yêu giữa bạn và người ấy cháy bỏng nồng nàn, hai người cảm nhận được ngọn lửa tình cảm lớn hơn bao giờ hết. Có thể tuần này sẽ là thời điểm tốt để bạn và người ấy nâng cấp mối quan hệ của mình bằng nấc thang tình cảm cao hơn. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, tím, con số phát tài, 78, 09, 56. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2023. Trong công việc có quan tinh soi chiếu, nên tư tưởng phong phú và cởi mở, ý tưởng sáng tạo ngày càng nhiều, được cấp trên và tập thể đánh giá cao. Nhưng khó khăn của con giáp này là bạn gặp tiểu nhân quấy phá, thương quan có sức mạnh lớn, áp lực cạnh tranh sự nghiệp có chiều hướng khốc liệt hơn, nên phải thận trọng. Người kinh doanh buôn bán nên xem xét tình hình tài chính, nguồn vốn quay vòng và các khoản đầu tư, thiên tài không vượng, không nên mạo hiểm đổ quá nhiều tiền cho một dự án. Ngoài ra, hãy thận trọng khi làm sổ sách, giấy tờ, ký kết hợp đồng vì thất sát cực hung đang rình rập để đưa bạn vào vòng quan tai kiện tụng đấy. Về tình cảm, vợ chồng hòa thuận, đồng tâm hiệp lực vun vén gia đình, cùng nhau thực hiện kế hoạch lớn về kinh tế, dù vất vả và phải bôn ba nhiều để kiếm thêm thu nhập, bù đắp chi tiêu, nhưng bản mệnh vẫn cảm thấy hài lòng bởi hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra, cũng như có định hướng phấn đấu chung, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng, tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của bạn. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Mùi, Tý. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 76, 09, 34. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ai cũng bảo tính cách khó đổi, nhưng nếu bạn tin vào nhân quả, bạn có thể thay đổi tính khí của mình. Xem Phật dạy về thay đổi tính cách để hiểu hơn nhé. 1. Thay đổi tính khí là chìa khóa thành công. Từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến. Phật dạy về thay đổi tính cách nói rằng, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra trước khi bạn muốn đi theo con đường của Phật. Việc đầu tiên phải làm là dẹp bỏ tâm tính nóng giận, vì khi nóng giận thì con người sẽ phóng hỏa đốt rừng công đức, mọi cố gắng trước đây sẽ bị tiêu tan. Thay đổi tính cách nóng này như thế nào? Trước mọi trạng thái bất mãn, bạn phải vững tin nhân quả, người khác làm mình tổn thương ở kiếp này đều là có lý do của nó cả, có thể đây là quả báo mình phải trả cho lỗi lầm ở kiếp trước, hãy chấp nhận số phận của mình. Nếu bạn không tin vào nhân quả, chẳng khác nào ngày xưa đi vay tiền của người khác, nay muốn trả cũng không được. Một số người không tin vào nhân quả, họ nói, nếu tôi không nhìn thấy nó, thì chứng tỏ nó là thứ giả dối do con người tự bịa ra, đó là quan điểm riêng của các bạn, không ai phản đối cả. Miễn sao, bạn biết tu tâm dưỡng tính, không nổi nóng sân si với những người xung quanh, chấp nhận mọi điều tốt xấu ở đời là đủ. 2. Sống ở đời đừng đổ lỗi cho người khác. Bạn trải qua một cuộc đời như thế nào là do nghiệp kiếp trước của bạn soi dẫn. Nếu bạn có cuộc sống tốt thì kiếp trước bạn là người lương thiện, làm nhiều điều tốt đẹp nên kiếp này hưởng phước. Nếu có ai đó đối xử tệ với bạn, chắc chắn bạn cũng từng đối xử tệ với họ trong kiếp trước, kiếp này phải nhận hậu quả. Đức Phật nói, có 4 loại nhân duyên, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nhân hậu với người khác chính là nhân hậu với mình, không có gì thiệt thòi cả. Chúng ta có thể quên mình vì người, thì đời này hoặc kiếp sau, sẽ có người xả thân vì mình, đáng buồn hơn nữa là gần hết cuộc đời rồi. Mà nhiều người vẫn ân hận, tự trách mình, sao mình lại kiếm được một người vợ, người chồng như vậy, sao lại đen đủi như vậy, tất cả đều khiến mình khổ sở. Những suy nghĩ như vậy hoàn toàn là đang tạo nghiệp, đây là suy nghĩ ảo tưởng, đi ngược lại với nhân quả, bởi thế chúng ta khởi tâm động niệm, trong tâm phải có cảnh giác. Ta khởi tâm gì, nói những gì, đối đãi người khác như thế nào, thì trong tương lai người ta đối đãi với mình cũng như vậy. Đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác, mà hãy nhìn lại bản thân mình, đã biết tu khẩu, tu tâm hay chưa.
Muốn được may mắn mà suốt ngày vu oan cho người ta, trách móc con người, trách móc số phận thì không Phật nào độ nổi bạn. Tiền kiếm được ít đi, nhân duyên không suôn sẻ, trách ai, trách bản thân, đổ lỗi cho người khác thì chẳng khác nào tự mình uống một bát thuốc độc mà chính bạn là người phải gánh chịu. Tốt hơn hết, hãy thuận theo nhân duyên một cách thành thật, tin sâu nhân quả, hết lòng niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, từ từ rồi chắc chắn sẽ thay đổi được thực tại, thay đổi được vận mệnh của mình. 3. Bớt sợ hãi, bớt lo xa. Có một điều thường xảy ra trong cuộc sống, nhưng ít ai lý giải nổi, đó là khi chúng ta lo sợ điều gì, thì điều đó càng dễ xảy ra, hay khi chúng ta ghét cái gì, thì cái đó lại đến. Cha ông ta cũng từng có câu, ghét của nào trời trao của đó là vậy. Một số người sợ sau khi mình chết đi thì bị đày xuống địa ngục, hãy suy nghĩ kỹ về điều này một chút nhé. Địa ngục chỉ dành cho những người có tâm địa độc ác, sống không tử tế hay làm điều xấu mà thôi, còn thiên đường sẽ dành cho bạn nếu như bạn không còn oán hận người khác, không còn đố kỵ, không còn đa cảm, không còn làm tổn thương người ta, không còn ích kỷ. Sống tốt như thế thì làm sao bạn có thể xuống địa ngục? Đức Phật đã dạy, tất cả chúng sinh đều chết, nhưng chết không phải là kết thúc mọi thứ, chết chỉ là sự chấm dứt của một kiếp sống. Từ đó chúng sinh sẽ đi theo nghiệp mà mình đã tạo ra khi còn sống trên thế gian, cứ sống tốt thì không phải sợ nữa nhé. 4. Tập bằng lòng và nói lời cảm ơn. Sự bằng lòng luôn mang lại niềm vui, đối với tiền bạc, kiếm ít thì tiêu ít, mà kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, đừng bao giờ so sánh hay cạnh tranh. Bạn cũng không nên coi thường những người kiếm được ít tiền hơn mình và cũng không nên nói xấu những người kiếm được nhiều hơn mình, có như vậy thì tâm mới an được. Bạn cũng không cần ghen tị với phước đức của bất cứ ai, ghen tị làm cho ta có cảm giác tức và khó chịu khi người khác có được những giá trị mà mình không có. Chính vì thế, tâm lý ganh tị làm cho con người tổn thất phước báu. Phần lớn, mâu thuẫn giữa người với người là do lòng ngạo mạn gây nên, ai cũng cảm thấy bản thân quang minh hơn người khác, hiểu biết hơn thiên hạ, đúng đắn hơn bất kỳ ai, rồi sinh tâm xem thường, không tiếp thu ý kiến người khác và mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh. Hãy bớt sân si ghen ghét nhau, thay vào đó là hoan hỷ để tự tạo phước cho chính mình. Hãy cảm ơn đời vì vẫn còn cơm để ăn, còn có nơi để ngủ, có gia đình để về, có cơ thể lành lặn. Tại sao cứ phải hơn thua từng chút một, làm như vậy, bạn có được thêm gì không? 5. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Luật nhân quả chính là một trong bốn việc Đức Phật không thể xoay chuyển, cốt là ở mỗi người mà thôi. Nhân quả xuất hiện rõ nhất ở những người hay tức giận, nổi cáu, những người này cực dễ mắc bệnh, sức khỏe kém. Kẻ nào quỵt tiền thì sau này sẽ bị mất tiền hoặc bị người khác quỵt lại, kẻ mắng chửi người khác thì dễ bị đánh, vân vân. Vì vậy, khi học Phật Pháp, chúng ta phải tin sâu nhân quả, chăm chỉ làm việc thiện, tôn trọng người khác ở khắp mọi nơi là sẽ có được quả ngọt. Quả của việc tích lũy của cải và bố thí là sự giàu có, quả của việc giảng pháp và hướng thiện cho mọi người là trí tuệ, quả của việc hiếu thảo với người già là sự trường thọ. 6. Không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cháu. Sau khi nhiều người lớn tuổi theo học Phật Pháp, họ vẫn không thể buông bỏ con cái, thậm chí cả cháu của mình. Lúc nào cũng muốn kè kè sát bên để theo dõi, bảo vệ con cháu, dẫu biết điều đó là do xuất phát từ lòng thương, nhưng bạn không nên làm như vậy. Con cháu có phúc khí, có phúc phận của riêng mình mà bạn không thể thay đổi được, họ chỉ có thể thay đổi thực tại khi họ trở nên giác ngộ. Nếu bạn vẫn quan tâm họ quá nhiều, thì bất cứ ai mà bạn quan tâm sẽ sống bằng nghiệp của bạn trong kiếp sau. Cha mẹ, ông bà phải quan tâm, kiểm soát và giáo dục con cháu, nhưng nếu ở mức độ quá mức sẽ vô tình trở thành liều thuốc độc với con mình. Chính vì thế, đừng để sự quan tâm trở nên độc hại với con cái. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.